Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến channel của mình là anh Giang Âm đây. Thì hôm nay mình sẽ đi đóng thuế và làm biển số cho con xe của mình. Các bạn cùng theo chân mình để đi làm nha. Ok, let's go. Ok, thì mình đang ở chi cục thuế nè mấy bạn. Thì trước tiên mấy bạn đóng thuế, các bạn sẽ phải nộp tất cả những giấy tờ liên quan đến xe mà cái chỗ bán xe đã đưa cho mấy bạn á. Mấy bạn sẽ nộp lại những cho nhân viên và nhân viên sẽ đưa cho mấy bạn một cái tờ khai. Các bạn sẽ điền đầy đủ những thông tin cá nhân và thông tin của xe vào đó. Nhân viên ở đây nhiệt tình đó mấy bạn. Cái thông tin nào mà trong cái tờ khai mấy bạn không biết á, mấy bạn hỏi nhân viên sẽ trả lời cho mấy bạn nhiệt tình luôn, hỗ trợ nhiệt tình. Rồi sau khi mà mấy bạn ghi xong, mấy bạn nạp lại và đợi khoảng 15 đến 20 phút để nhân viên làm việc, và sau đó các bạn sẽ được phát một cái tờ giấy giống như là tờ giấy biên lai á, và các bạn đem ra kho bạc để mấy bạn đóng tiền và đóng dấu đóng mộc gì đó, rồi sau là hoàn thành tất cả thủ tục. Rồi, dạ. Rồi bây giờ đi nạp tiền đi, chạy lên công an. Dạ. Nạp rồi, mày ra ngân hàng công thương ngay cho chỗ thừa nè. Ngân hàng công thương. Ngân hàng công thương, vì tên bạn không biết cái xăng không? Nó nói chuyện qua, cậu mấy mình cặp. Đi kho bạc hơi xa, kho bạc phải đi ra chạy gì được cái chuyện. Dạ. Còn đây này, chạy dốc cồng này nằm bên tay phải thì chỉ ghi tiền băng. Ghi tiền băng. Dạ. Ghi tiền băng, vô đó nộp tiền nó chạy luôn. Dạ, cảm ơn. Cái này nè. Con nộp tiền con đưa giấy tờ. Có nghe đưa tờ giấy đó thôi, xử lý tiền trả lại. Dạ. Sau khi nó thu tiền xong, nó trả lại cái giấy nộp tiền có đóng nộp của nó. Dạ. Nộp nó chung nó, thậm chí tiền nó cặp vô hồ sơ nó chạy đi. Dạ, rồi. Cảm ơn. Ok, thì mình đang ở ngân hàng đây. Thì đây là tờ giấy mà hồi nãy chị cục thuế đưa cho mình để mình ra kho bạc hoặc là ra ngân hàng để đóng tiền đó. Thì sau khi đóng tiền xong thì kết thúc và mình sẽ đi qua bên công an để mình làm biển số. Có làm biển số đây phải không chú? Các bạn, sau khi mà kiểm tra số khung số máy xong mà được tờ giấy này nè, bây giờ ra hình như là bấm số đó. Ok, thì nãy giờ mình không có quay được, bây giờ mình sẽ tường thuật lại cho mấy bạn quy trình làm biển số nha. Thì đầu tiên là mấy bạn phải nộp tất cả những giấy tờ liên quan đến xe, rồi bao gồm giấy tờ xe, rồi chứng minh nhân dân bản gốc với lại cái tờ biên lai nữa. Nếu mấy bạn chưa có bảo hiểm xe thì mấy bạn có thể mua luôn tại đó. Giá bảo hiểm xe là 86.000, là bao gồm bảo hiểm tự nguyện 20.000 với lại bảo hiểm bắt buộc là 66.000. Đó, mình mua 2 năm luôn. Với lại tiền làm biển số nữa là 80.000 nữa, là tổng cộng 250. Mình đóng cho người ta luôn, mình đóng cho công an luôn. Mình đợi một xíu thì công an sẽ kêu mình đi ra xe và kiểm tra số khung số máy. Sau khi kiểm tra xong là mình sẽ đi ra cái nơi mà bấm biển số á. Thì một điều đặc biệt mình mới biết luôn á, lần đầu tiên mình bị bấm biển số thì cái những biển số đó nó có sẵn, chứ không phải là mấy bạn bấm nhiều xong người ta ra, mình bấm bao nhiêu á ra số nào cái người ta bắt đầu vô người ta in biển số, không phải.
biển số nó in sẵn và nó có sẵn trong máy luôn, mấy bạn bấm ngẫu nhiên nó ra số nào có sẵn á thì mấy bạn nhận được số đó. Thì tùy đợt, tùy tháng, mấy bạn tháng đó có những cái số đẹp, mấy bạn được bấm hên xui có số đẹp. Còn tháng đó toàn số xấu, thì mấy bạn nhận số xấu không? Cái đó mình không biết. Rồi, sau khi bấm biển số xong là mấy bạn được, mấy bạn phải đóng 50 ngàn nha. 50 ngàn chỗ bấm biển số á. Sau đó là mấy bạn quay ngược về cái chỗ nạp giấy tờ nãy để cho có một chú gắn biển số vô... cái chú đó đóng khung rồi gắn biển số vô xe của bạn đó, vậy là xong rồi đó. Chưa đâu mấy bạn sẽ được phát một cái tờ giấy hẹn. Giấy hẹn đó là giấy hẹn lấy cà vẹt xe, tại vì chưa có cà vẹt xe liền ngay lúc đó, khoảng một tuần sau mới có giấy cà vẹt xe đó. Vậy là xong rồi đó, mấy bạn có thể cầm cái tờ giấy hẹn đó và chạy xe đi đâu cũng được, chỉ cần có cái tấm giấy hẹn đó trong người là được rồi. Ok các bạn, mình vừa mới lấy biển số xong, biển số mình cũng không biết đẹp hay xấu nữa, nhưng mà thôi kệ, số mình bấm mà mình sẽ chịu thôi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên chỗ mà làm gò biển số ở chỗ Tân An Long An của mình á, chỗ đó mình thấy là gò cũng đẹp á, cho nên bây giờ mình sẽ đi qua bên đó. Mời các bạn đi với mình nha. Okay, let's go. Gọi biển số. Em thấy bạn em xe bài của Thống á, em tiện chạy qua. Cảm ơn nha. Rồi cảm ơn. Sang hồi nãy mình thấy là xe nó chớp chớp nè, xe nó được hai mặt. Mình đổ lúc mà mình đi, lúc mà mình lấy xe ra, mình lấy xe từ cửa hàng ra, mình có đổ 100 ngàn. Mà bây giờ mình chạy vòng vòng thành phố, xong chạy về quê, chạy làm biển số cái kiểu được ô đô là được 160 km nè, 160 km. Thì nó vẫn còn hay gặp. Rồi con cảm ơn. Đây,
đang quay cái là mình được mình chạy nó một vạch hai vạch nó cứ hiện lên, hồi nãy mình chạy nó có chớp chớp một cái nữa, là mình nghĩ nếu mà mấy bạn chạy chớp chớp thì nó cũng được 200 km, hơn 200 km khi mà đổ 100.000. Mà hôm bữa mình đổ như giá xăng là 100, cái lộn giá xăng là 21.000 hay gì á. Bây giờ mình sẽ đổ thêm nha, chắc mình đổ thêm 150 á. Coi nó đầy không? Thôi mình đổ đầy luôn coi nó bao nhiêu ha. Để coi bây giờ mình đổ đầy luôn đi. Còn cái xăng kế bên nè. Mình đổ đầy cái nó được bao nhiêu? Không đổ. Mình không biết là nó đầy được vào là bao nhiêu tiền mà không đổ mình quá trời đổ luôn. Làm việc chết là chết. Tiệt tình chứ không ghé đây đổ nữa đâu. Kêu dừng không dừng cũng đổ tiếp. Đó, bây giờ mình sẽ test coi mình đổ đầy bình xăng 180.000 mà chính xác là vừa đầy bình xăng luôn á. Bây giờ mình sẽ coi là đầy bình xăng mình chạy được bao nhiêu km chạy đường hỗn hợp nha, là mình có chạy trong đường thành phố, chạy đường trường nữa, thì khi nào mà mình có reset lại đó, khi nào mà mình chạy hết bình này mình sẽ cho các bạn xem kết quả. Ok vậy ha. Video của mình kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.